Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hành trang trẻ. Hành trang trẻ. Biết nhớ biết thương rồi. Là khi biết đau biết khổ trăm năm. Người đời đi hoa gian dối, ướp thèm phủ tim xa xôi, có chăng chỉ là mơ. Thật xa bạn thân quen nơi người xa lạ, người mình bao năm căn hối, bây giờ còn dối gian nhau, mấy ai trong đời hiểu đâu, tiền khổ cháy túi có ai hiểu ta. Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà, đọa đầy trong cơn men đắng, ôi đời còn lắm phong ba, biết bao ước vọng trôi qua. Còn nhớ bao năm xa rồi, đời